Xin chào các bạn. Việt Nam, quốc gia thân yêu của chúng ta. Mỗi lần nhắc tới là tôi chỉ muốn tô bản đồ thật đậm nét. Trong video hôm nay, chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu chi tiết vị trí của nước ta có thuận lợi gì trong giao thương, cũng như quan trọng như thế nào trong khu vực. Chúng ta cùng đi nào. Đầu tiên, vị trí của nước ta nằm gần eo biển Malacca. Thực ra là không gần lắm. Khoảng cách từ thành phố Hồ Chí Minh tới eo biển theo đường chim bay là 1.085 km. Theo đường biển là gần 2.000 km. Trong video, các quốc gia có vị trí chiến lược nhất, chúng tôi đã nhắc đến tầm quan trọng của eo biển Malacca. Nó là một trong những eo biển nhộn nhịp nhất trên thế giới, với lưu lượng khoảng 100.000 tàu đi qua mỗi năm và chiếm 1/4 thương mại hàng hải thế giới. Và dĩ nhiên, nước ta cũng tận dụng eo biển này để vận chuyển hàng hóa xuất khẩu sang các quốc gia Bắc Mỹ và châu Âu, nhất là Hoa Kỳ, Hà Lan và Đức. Hiện nay, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Năm 2019, nó chiếm khoảng 22% giá trị xuất khẩu và châu Âu chiếm khoảng 18,4%. Trong đó, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là dệt may, điện thoại và các linh kiện, cùng các sản phẩm điện tử và giày dép. Có một tuyến đường duy nhất để nước ta vận chuyển hàng hóa đồng thời sang cả châu Âu và Mỹ. Đó là đi qua eo biển Malacca, chuyển hướng đến phía nam Sri Lanka, rồi vào Hồng Hải, qua kênh đào Suez, đi trên biển Địa Trung Hải tới châu Âu, hoặc tiếp tục vượt Đại Tây Dương đến Mỹ hoặc Cuba và các nước châu Mỹ khác. Con đường vận chuyển này khá gian nan, với thời gian ước tính khoảng 30-40 năm ngày. Điều thứ hai, đường bờ biển của nước ta kéo dài 3.260 km dọc theo Biển Đông và có nhiều vịnh nước sâu, rất phù hợp để xây dựng cảng biển từ Bắc vô Nam. Những cảng biển lớn nhất của nước ta hiện nay là cảng Hải Phòng, Dung Quất, Quy Nhơn, Vân Phong, Sài Gòn, Vũng Tàu, v.v. Mạng lưới cảng biển được kết nối với các tuyến đường bộ và đường sắt dọc ven biển, cho phép truyền tải hàng hóa nhập khẩu tới mọi miền đất nước một cách nhanh chóng và thuận lợi. Thứ ba, trên bản đồ hàng không Đông Nam Á, ba cảng trong số những cảng lớn nhất thế giới bao gồm Singapore, Hồng Kông và Cao Hùng, Đài Loan đều cách thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trên dưới 2 giờ bay. Không những thế, thủ đô của tất cả các nước ASEAN trừ Jakarta của Indonesia đều cách thành phố Hồ Chí Minh trên dưới 2 giờ bay. Miền Nam Trung Quốc, vùng có kinh tế phát triển mạnh nhất của nước này, cũng nằm trọn trong tầm 2 giờ bay từ Hà Nội. Đó cũng là một trong những lý do các công ty công nghệ lớn của nước ngoài như Samsung, Bosch, LG Electronics, Nokia và Intel có đầu tư hàng tỷ đô la vào Việt Nam. Vì từ Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận các thị trường khác tại khu vực Đông Nam Á. Tiếp theo, Việt Nam nằm trên tuyến đường bộ xuyên Á, dài 140.479 km. Trong đó, chiều dài tuyến đường này trên lãnh thổ Việt Nam là 2.678 km. Tuyến đường bộ xuyên Á do Ủy ban Kinh tế Xã hội Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Liên Hợp Quốc khởi xướng nhằm mục đích nối liền các tuyến đường cao tốc châu Á, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đường bộ giữa các nước trong khu vực châu Á và châu Âu. Không những thế, Việt Nam cũng nằm trên hành lang kinh tế Đông Tây. Về mặt địa lý, trục chính của hành lang là tuyến đường bộ dài 1.450 km, nối Đà Nẵng ở phía đông với Malamjin, Myanmar ở phía tây, cắt ngang Lào và Thái Lan. Hành lang giao thông này là tuyến đường huyết mạch quan trọng nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương với cự ly ngắn nhất. Và nó giúp cảng Đà Nẵng trở thành cảng biển trung chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực. Ngoài ra, Việt Nam cũng nằm trên tuyến đường sắt xuyên Á dài 114.000 km, nối liền 28 quốc gia, được đánh giá là một trong những dự án giao thông chủ yếu của ASEAN nhằm thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa và du lịch của các nước trong khu vực. Tuyến đường sắt xuyên Á mở ra con đường thương mại kết nối Trung Quốc với Đông Nam Á, Trung Đông và châu Âu. Tất cả những điều vừa nêu trên tạo điều kiện thuận lợi để nước ta dễ dàng giao thương với các nước trong khu vực và thế giới. Năm 2019, nước ta có tốc độ tăng trưởng GDP nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á và xếp thứ 11 trên thế giới với hơn 7%. Cứ giữ được tốc độ này, khoảng 18 năm nữa, nền kinh tế của nước ta có thể sánh ngang với Đài Loan hiện nay, thứ hạng 21 trên thế giới. Điều đó hoàn toàn có khả năng vì chúng ta có tiềm năng phát triển rất lớn. Không chỉ có vị trí thuận lợi, nhân công của Việt Nam ngày càng có tay nghề cao và giá rẻ hơn 50% so với Trung Quốc, 40% so với Thái Lan và Philippines. Đồng thời, với dân số hơn 97,5 triệu người và tầng lớp trung lưu tăng nhanh nhất châu Á, Việt Nam trở thành một thị trường tiêu thụ lý tưởng của nước ngoài.
Có một điều thú vị là nước ta đang vươn lên để trở thành một quốc gia sản xuất công nghệ cao. Năm vừa qua, máy móc và thiết bị điện chiếm tới 41,7% giá trị xuất khẩu. Trên thực tế, Việt Nam hoàn toàn có khả năng trở thành quốc gia Đông Nam Á giàu có nhất về thương mại. Năm 2019, xuất khẩu chiếm tới 40% GDP của quốc gia, xếp thứ 22 thế giới về giá trị xuất khẩu. Với những số liệu vô cùng lạc quan vừa nêu, chúng ta có thể tin rằng không lâu nữa Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có tiếng trong khu vực và thế giới. Nhất định chúng ta sẽ làm được. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã thích nó. Xin chào và hẹn gặp lại.